đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hot girl trứng rán Trần Thanh Tâm xác nhận đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế của người chuyển giới. Mặc dù từng tuyên bố sẽ không thi Hoa hậu, nhưng mới đây, hot girl trứng rán Trần Thanh Tâm đã thông báo sẽ tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế. Thông tin này khiến fan sắc đẹp không khỏi bất ngờ và hoang mang. Được biết, Trần Thanh Tâm đã ghi danh tham gia cuộc thi Miss Fabulous International 2022. Tuy nhiên, theo trang Miss Fabulous Việt Nam chia sẻ, đây là sân chơi sắc đẹp dành cho những bạn chuyển giới được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan và mang những khuyến khích những bạn chuyển giới mạnh dạn đăng ký tham gia. Điều này là một lần nữa khiến netizen phải xỉu ngang xỉu dọc bởi Trần Thanh Tâm không đáp ứng được tiêu chí này. Như vừa qua, nàng hot tiktoker viết trên trang cá nhân để đính chính rằng đây là cuộc thi dành cho phái đẹp và cả những thí sinh chuyển giới. Và thông qua cuộc thi này, Trần Thanh Tâm muốn cho khán giả thấy được sự khát khao, mong muốn được mang vương miện về Việt Nam. Được biết, hiện tại cô nàng đang tập luyện các kỹ năng và sẽ lên đường thi đấu vào tháng 12 sắp tới. Về phía khán giả, đa số cảm thấy cạn lời trước những thông tin này bởi họ không có niềm tin ở Trần Thanh Tâm. Cô đã từng tham gia một cuộc thi trong nước trước đó và chỉ dừng chân ở top 30 chung cuộc. So với tiêu chuẩn của một beauty queen thì hot girl trứng rán còn nhiều điều thiếu sót, nên nhiều ý kiến cho rằng cô chỉ nên hoạt động tốt với vai trò là một hot tiktoker mà thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.